Trẻ sơ sinh là đối tượng vô cùng khó để điều trị nếu như bé gặp phải một vấn đề nguy hiểm nào đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Trẻ sơ sinh thường hay gặp các vấn đề về tiêu hóa nhưng mẹ lại không dám cho con sử dụng thuốc gì. Vì đây là đối tượng đặc biệt, video dưới đây tôi sẽ gợi ý cho mẹ thông tin về men vi sinh cho trẻ sơ sinh loại nào tốt nhất. Sau đó hướng dẫn các mẹ sử dụng cho bé nhé. Men vi sinh cho trẻ sơ sinh là những chế phẩm như thế nào? men vi sinh cho trẻ là những chế phẩm sinh học có chứa lợi khuẩn. Trong hệ tiêu hóa của chúng ta có chứa vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại. Khi hệ vi sinh đường tiêu hóa ổn định thì tỷ lệ vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại sẽ là 85% và 15%. Khi nào tỷ lệ này mất cân bằng bé sẽ gặp những vấn đề về hệ tiêu hóa. Hoặc một số vấn đề sẽ gây nên mất cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa. Lúc này bé cần được cung cấp men vi sinh để bổ sung lợi khuẩn. Giúp bé khỏe mạnh hơn. Men vi sinh không gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé, vì thế mẹ có thể sử dụng cho bé lâu dài mà không gây ảnh hưởng gì nhé. Tuy nhiên, một số chế phẩm men vi sinh được bào chế dưới dạng thuốc. Vì thế trước khi sử dụng cho con mẹ cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có cách dùng đúng đắn nhất nhé. Men vi sinh cho trẻ sơ sinh nên dùng trong những trường hợp nào? Men vi sinh cho trẻ thường sẽ được sử dụng trong những trường hợp dưới đây: bé bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân bé bị lỏng, nhão, nát đôi khi phân lổn nhổn, rối loạn hệ vi sinh đường tiêu hóa. Việc này bắt buộc phải sử dụng men vi sinh sau một đợt điều trị kháng sinh kéo dài. Gây ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của bé, bổ sung cho những bé sinh non, những bé sau một đợt ốm kéo dài. Giúp hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh hơn, những bé bị táo bón, hệ vi sinh đường tiêu hóa hay bị rối loạn mẹ cũng nên bổ sung men vi sinh cho trẻ những lưu ý khi sử dụng men vi sinh cho trẻ sơ sinh đối với việc bổ sung men vi sinh cho trẻ sơ sinh đây là một đối tượng đặc biệt vì thế nếu mẹ muốn bổ sung men vi sinh cho bé thì nên đọc những lưu ý dưới đây không được tự ý sử dụng men vi sinh cho trẻ việc tự ý sử dụng men vi sinh sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé đôi khi có những trường hợp bổ sung men vi sinh cũng không có nhiều hiệu quả mẹ nên tham khảo ý kiến các bác sĩ hoặc dược sĩ chuyên môn để việc bổ sung diễn ra suôn sẻ nhé bổ sung men vi sinh cho bé mẹ nên bổ sung cách xa thời điểm cho con uống thuốc một số thuốc gây ảnh hưởng đến hiệu quả của men vi sinh đặc biệt là thuốc kháng sinh kháng sinh có thể gây chết lợi khuẩn ở đường tiêu hóa không pha men vi sinh cho bé với nước nóng việc này sẽ khiến cho lợi khuẩn trong men vi sinh bị tiêu diệt có nên dùng men vi sinh cho trẻ sơ sinh hay không với trẻ sơ sinh thì sữa mẹ chính là dinh dưỡng chính cho bé vì thế những thời gian đầu của bé nếu bé có gặp phải những vấn đề về hệ tiêu hóa mẹ cũng không nên quá lo lắng mà cho bé uống ngay những sản phẩm hỗ trợ đâu nhé vì việc này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con ban đầu mẹ cứ theo dõi những biểu hiện của bé xem những biểu hiện này có đang bình thường hay bất thường từ đó mẹ sẽ có những phương án xử lý đúng nhất men vi sinh cho trẻ sơ sinh sử dụng sẽ không gây ảnh hưởng như men tiêu hóa Men tiêu hóa có thể ảnh hưởng đến khả năng tiết enzyme tiêu hóa. Nhưng men vi sinh thì không gây ảnh hưởng gì. Vì thế mẹ có thể cân nhắc sử dụng sản phẩm này cho trẻ nhé. Bổ sung men vi sinh cho trẻ bằng sản phẩm Amano Enzyme Gold. Men vi sinh Amano Enzyme Gold được sử dụng cho những bé trên 6 tháng tuổi. Đây là men vi sinh công nghệ cao được sản xuất tại Việt Nam theo công thức của Nhật Bản. Vì thế nó thừa hưởng được những công nghệ mới và hiện đại nhất hiện nay. Không những thế với đội ngũ nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm thì đây là một sản phẩm men vi sinh đang được hướng tới trong tương lai. Cùng tìm hiểu về sản phẩm men vi sinh Amano Enzyme Gold cũng như lý do tại sao sản phẩm này lại giúp bé thoát khỏi những vấn đề khó chịu ở hệ tiêu hóa nhé. Amano Enzyme Gold có thành phần như thế nào? Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được bổ sung bào tử lợi khuẩn cân bằng hệ vi sinh đường ruột kích thích cơ thể sản sinh enzym tiêu hóa tăng cường hệ miễn dịch cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón các vitamin nhóm b kích thích bé ăn ngon miệng hơn tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé. Lysin và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Trên đây là những thông tin về vấn đề men vi sinh cho trẻ sơ sinh loại nào tốt nhất. Cảm ơn các mẹ đã xem hết video này. Hy vọng rằng thông qua video này sẽ cung cấp cho các mẹ những kiến thức bổ ích giúp các mẹ chăm sóc sức khỏe bé an toàn và hiệu quả hơn nhé. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo